Nhục. Tác giả: nhà văn Lê Nguyệt. Tập 2. Hôm nay được ra ngoài chơi cả buổi sáng, chị em tíu tít hồn nhiên như thổi nào. Chú Út nhìn hai đứa cháu mà thương cho chúng, thương cho anh chị mình. Bảo vệ Diễm ư? Chắc là phải nhờ đến dì Năm của chúng. Dì Năm và cậu Ba là anh em ruột, dễ nói chuyện với nhau hơn. Chứ chú mà lên tiếng thì chắc chắn là chuyện không có nhỏ nữa. Sau đó Diễm sẽ ra sao? Nghĩ vậy, trước khi đưa Diễm về nhà, chú chở hai đứa ghé thăm dì Năm. Tới nơi mới biết cả nhà dì Năm đã tản cư về nhà mẹ ruột Dượng Năm để tránh bom đạn hơn một tháng rồi. Hằng và Diễm ngẩn ngơ, hèn chi bấy lâu nay dì không tới thăm chúng nó. Chú Út thấy chị em có Hằng hụt hẫn nên an ủi. Các con đừng có lo, đừng có buồn nữa ha. Chiến tranh mà, đâu biết được cái chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mà dì Năm có ở nhà mà động như vậy cũng không dám đưa con đi gặp nhau đâu. Ráng đi con, Tết này ngưng chiến vài ngày, chị em sẽ sum họp thôi. Hằng nhanh miệng nói. Con biết rồi chú đừng có lo cho con. Thương là thương bé Diễm thôi, nó còn quá nhỏ để chịu đựng. Tội nghiệp, phải hồi đó nó về ở với chú, có Khánh chơi với nó cũng đỡ buồn. Chị Hiền và chị Ngân cũng lớn hết rồi, mà hai chị có thương em không Diễm? Em cũng không biết nữa, lúc đầu ngủ với chị Hiền, chỉ là em ngủ chòi đạp nên em ngủ với chị Ngân. Chị Ngân không có nói gì hết á, nhưng tối là em lên giường trước, chị học bài xong mới ngủ sau. Có khi em không có ngủ được, cũng làm bộ nhắm mắt lại, nằm im thinh thích luôn à. Chị Hiền chê em hôi, tắm không sạch, người đầy hòm hết à. Hai chị đó ít nói chuyện lắm, có chị Thảo, bồ anh hai mỗi khi lại nhà đều mua bánh cho em, tắm gội cho em nữa. Mà không biết sao mợ Ba không có ưa chị Thảo, mợ cằn nhằn anh hai hoài à, nói con gái gì mà chưa nói đã cười. Mỗi lần chị Thảo tới rồi về á, mợ la em, nói cứ đeo đeo chị Thảo hoài, có ngày mợ ngắt họng em á. Hằng chau mày, nó xoay mặt Diễm lại nhìn đăm đăm. Em tự tắm một mình hả? Hồi mới về mợ có tắm cho vài lần, rồi sau đó tự em tắm. Hằng vạch áo Diễm ra coi, nó chắc lưỡi. Dơ quá đi à, phải có dì Năm ở đây nói gì thỉnh thoảng lại tắm cho em. Chú Út lắc đầu. Bậy à, làm vậy mợ Ba tự ái. Bây giờ để chú chở Diễm về nhà, Hằng dạy cho em tắm rửa, mai mốt cứ vậy mà làm. Nhưng con ngại với thím lắm. Gì mà ngại, còn chú đây làm chi? Thím khó khăn với con lắm sao? Không có. Không có mà sợ cái gì? Hằng nghĩ bụng, mình có hơn cái gì Diễm đâu. Thím Út trước mặt chú đối xử với mình khác, sau lưng thì lại khác. Có điều thím Út chưa có từng nặng lời đánh hay hăm Hằng một câu tương tự như mợ Ba hăm Diễm. Có Hoàng và Khánh luôn ở bên cạnh, nên dù gì thím cũng tế nhị hơn. Vậy mà mình nghĩ mợ Ba lớn tuổi rồi, tính tình sẽ hiền hậu, dễ dãi với con cháu, chứ không như thím. Ngờ đâu, mà tại sao vậy chứ? Diễm còn quá nhỏ để phân biệt đúng sai, cần phải được dạy dỗ. Vậy như mợ Ba, thì nó làm sao lớn thành người được? Mà nhà cậu Ba thì thường là chỉ có mợ và Diễm ở nhà. Mợ ghẻ lạnh với nó như vậy, nó sống làm sao? Hèn chi, mặt mày bơ phờ hốc hác, chắc là Diễm buồn lắm. Hằng thương đứt ruột đứt gan. Chú Út nói, tình hình này bây giờ đánh nhau gấp rút, ác liệt như vậy, không sớm muộn gì cũng chấm dứt chiến tranh. Bên nào thắng bên nào thua mình chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ hòa bình. Hòa bình rồi chị em con có thể sum họp. Chú sẽ vận động cô bác cất cho căn nhà nhỏ trên đất ba mẹ của con. Chị em con về cùng nhau ăn học, mặt bằng đằng trước cho thuê để lấy tiền chi tiêu. Còn cùng lắm bán một miếng đất để mà xài từ từ, khỏi phải ăn nhờ ở đậu ai, khỏi phải nhìn nét mặt người ta mà sống nữa. Diễm reo lên. Thiệt hả chú? Mà ai đánh nhau với ai vậy? Đánh hoài họ không mệt hả? Mệt chứ con.
cho nên phải hòa bình thôi. Vậy con mong tới ngày hòa bình, con chỉ thích ở với hai chị của con thôi à. Bây giờ thì con không có mong đợi ba mẹ nữa, vì con biết ba mẹ con đã chết rồi. Chết là hết, là không bao giờ về nữa, phải không chú? Phải, nhưng ba mẹ của con vẫn theo dõi các con, phù hộ cho các con đó. Vậy mỗi lần con buồn, mẹ con biết không? Biết chứ, rồi mẹ con sẽ giúp cho con hết buồn liền à. Con biết rồi. Diễm cười te tét, Hằng bùi ngùi thương Diễm sao đâu đó. Chú Út đưa Diễm về nhà, kêu thêm Út nấu cơm cho cả nhà ăn sớm hơn hàng ngày để chú đưa Diễm về. Khánh tiếu tích sắn lấy Diễm, nựng nịu, Diễm cười hăng hắc với hai em. Nó cười vì thích thú khi được Hoàng và Khánh gọi bằng chị. Hằng tắm rửa gội đầu cho Diễm, dạy nó kỳ cọ chỗ này chỗ khác. Tắm xong, nhìn Diễm sạch sẽ, xinh đẹp rạng ngời, thím Út còn cảm thấy cưng. Ăn cơm xong, chú Út thấy chị em nó bình tĩnh nên quyết định cho Diễm ở lại chơi cả ngày. Diễm vui mừng, bốn đứa đưa nhau ra vườn tìm trái cây ăn. Hôm nay Hằng cũng không phải làm gì bởi có chú Út ở nhà. Một tuần Hằng chỉ mong ngày chủ nhật có chú ở nhà thôi. Buổi chiều, chú đưa Diễm về. Hằng nắm tay Diễm không muốn xa. Diễm cũng vậy, nó rưng rưng khẩn khoản với chú. Hôm nay con vui nhất nhất luôn á, con muốn được vậy hoài nè. Được, vài tuần chú sẽ chở con về chơi một ngày, chịu không? Dạ chịu, nhưng tuần nào cũng vậy được không chú? Không được, vì thỉnh thoảng chú cũng phải kẹt công chuyện. Nhưng chủ nhật có cậu ba ở nhà, con lo cái gì? Con không lo gì, nhưng buồn lắm chú à. Cậu hay hỏi chuyện này chuyện kia mà con không dám nói. Chú Út vuốt tóc nó, phiền muộn trong lòng lắm, nhưng nghĩ là không nên nói gì với Diễm lúc này. Tốt nhất là nếu có dịp thì chở về nhà cho nó thư giãn. Rồi chú lại nghĩ, có khi nào vợ mình cũng đối xử với Hằng như vậy không? Bằng cớ là những buổi cơm trưa của Hằng. Nhưng chú cũng tự an ủi, Hằng lớn rồi, nó biết chuyện gì nên và chuyện gì không nên. Thương cháu thì nên quan tâm tới chúng nhiều hơn một chút là được. Bé Quyên, con của chú Út, thật là khó, đã hơn 6 tháng tuổi. Mà thím ngoài giờ nó ngủ thì luôn bồng ở trên tay. Khi thím làm cơm thì Hoàng hay Khánh ẵm nó vẫn khóc nhèo nhẹo đòi thím. Chú Út nói là do thím tập, con nít cỡ tầm này phải thả xuống đất cho nó tập bò tập phá mới khỏe mạnh. Thím cầu nhàu nói chú không có hề quan tâm tới đứa con gái này. Bao nhiêu tình thương dành cho Hằng hết rồi, nên thím không cần phải thương Hằng nữa. Thương con của mình cũng không đủ, có đâu thương người ngoài. Nhưng những lời cầu nhàu đó thím chỉ nói khi không có mặt của chú Út thôi. Quyên cơ thể yếu, hết bệnh này tới bệnh khác. Một tháng bệnh hết 20 ngày, cũng không có gì lớn lao, nóng lạnh sổ mũi. Mọc răng cũng nóng, chích ngừa cũng nóng, khóc rỉ rả suốt. Hằng không dám lại gần vì nó sợ thím la. Vậy là thím chửi. Nó cùi đuôi sức mẹ cái gì hay sao mà mày không dám sáp vô vậy? Tao đâu có mượn mày ẩm bồng gì nó đâu. Mày là khắc tinh của nó mà. Hồi trước không có mày, Hoàng và Khánh sân sẩn bệnh hoạn gì. Mày lết cái đầu vô đây, Quyên nó lớn không nổi luôn. Đã vậy, tuần nào cũng chở con nhỏ kia đi tới. Tao đâu có bổn phận phải nuôi chị em bay. Vài ngày vài tháng thì được, chứ nuôi tới lớn thì thật là phiền à. Đúng là ký sinh trùng mà. Ký sinh trùng? Hằng ngạc nhiên. Ký sinh trùng là cái gì? Nó biết đây là câu chửi, nhưng không biết bao hàm ẩn ý cái gì. Phải chi gặp dì Năm nó sẽ hỏi. Chứ hỏi chú Út lỡ là câu chửi nặng thì thế nào chú cũng chửi thím. Mà chú chửi thím thì khó có sống ở đây. Hay là mai nó sẽ vào lớp hỏi cô giáo, hỏi để biết, để tránh cái lỗi ký sinh trùng mà thím đã không hài lòng. Hoàng và Khánh chắc cũng không biết, nên tụi nó nghe mẹ nói mà không có thắc mắc gì. Hà Quyên bệnh hoài. Chú Út nói để chú chở thím bồng nó đi nhà thương khám tổng quát cho nó. Thím không chịu, nói bom đạn hoài đi nhà thương xa lắc xa lơ nguy hiểm. Con nít thì hay bệnh vậy thôi. Chú nói hoài không được nên bỏ mặc. Một hôm sau khi đi học về, ăn cơm xong, thím Út gọi Hằng lại, chỉ tay vô cái thao đồ. Nè, từ nay phải giặt đồ mà bận ngang,
tôi không có quẩn mà giặt cho mấy người nữa. Mấy người lẽ ra phải giặt cho cả nhà, nhưng tôi sợ mấy người than vãn với chú mấy người mất công thêm. Có thấy tôi bận rộn không? Lớp con cái, lớp cơm nước, tối không được ngủ sớm, phải giặt đồ phơi lên, hừng sáng mang ra. Mấy người có mấy bộ đồ hai ngày giặt một lần á, phụ tôi với. Hằng vẫn vui vẻ. Dạ, để con giặt đồ cho Hoàng và Khánh luôn. Không mượn, lo cho mấy người đi. Giặt nhiều không có sạch, nó trây trét còn dơ thêm nữa. Hằng tiêu nghỉu, nó lựa quần áo của mình ra mang đi giặt. Hoàng ái ngại nhìn mẹ. Có bộ đồ thôi mà mẹ, giặt riêng vậy hao xà bông thêm nữa. Thím không nói gì với Hoàng mà gọi giật nó. Nè, rồi về học tam học tể với ổng đi ngang. Mấy người bây giờ là cục vàng của ổng mà. Khánh trợn mắt nhìn thím. Con về mét ba, mẹ kêu chị Hằng bằng mấy người nè. Ừ, mét đi, mét chọn đánh tao mà vừa lòng. Vậy mẹ đừng có kêu về nữa, con không mét. Mày im đi, con trai mà thài lại, chuyện gì cũng thèo lẻo, tao đẻ lộn mày đó. Từ hôm đó, Hằng tự giặt đồ của mình, rất lâu mà chú Út vẫn không hay. Thím Út mỗi ngày mỗi ghét Hằng ra mặt, nó cũng không biết vì sao lại như vậy. Ba tiếng ký sinh trùng luôn tuôn ra từ miệng của thím. Hằng cũng chưa hỏi được cô giáo ý nghĩa của ba từ này. Nó im lặng, nín chịu. Dù sao, có hai đứa em và chú Út cũng an ủi nó nhiều lắm. Hằng thấy hoàn cảnh mình rồi nhớ tới Diễm mà thương. Sao mợ ba và thím Út lại giống nhau như vậy? Hay là chị em nó thật sự đáng ghét? Nhưng nếu chị em nó có làm lỗi gì, thì người lớn la rầy chỉ dạy tụi nó sẽ răm rắp nghe theo. Không phải Hằng chưa từng giận và ghét Diễm. Hồi ba mẹ còn, Diễm nhõng nhẽo vì được nuông chiều, đôi khi giành lấy đồ chơi của Hằng không trả, còn khóc toáng lên. Mỗi khi như vậy, Hằng rất muốn đánh nó. Nhưng chị Duyên luôn nói làm chị thì phải thương em, nhường em. Chị Duyên không bao giờ lấy gì của Hằng và Diễm. Cái gì cũng nhường, nên Hằng cũng theo chị mà nhường. Diễm bây giờ ở nhà mợ ba, không có ai thương. Bên cạnh lại là mợ, người sống hình thức. Một đứa nhỏ 3 tuổi mà mợ cũng khó khăn. Vậy tại sao trước nay chưa hề nghe ai nói mợ ba khó là sao? Hằng thật sự không hiểu. Và Diễm lại càng ngày càng không hiểu. Diễm không hiểu sao mợ lại ghét chị Thảo trong khi chị rất đẹp, rất dễ thương, được lòng cậu ba và ba chị gái. Mợ ba mở miệng ra là chê bai, chỉ trích chị, làm anh hai rất buồn. Mợ cấm không cho Diễm đến gần chị, mà Diễm đâu có tự đến gần đâu, tại chị mỗi khi tới nhà đều ôm Diễm, mua bánh cho nó, lấy khăn lau mặt, lau mình, lau mẩy cho Diễm, chải đầu, cột tóc cho nó. Chị khen tóc của nó nhiều, dài và đẹp, phải thường xuyên chải, gỡ rối. Diễm mới nói với chị là mợ ba chê nó ở dơ mà bày đặt để tóc dài. Nhiều lần mợ cầm kéo tính hất phăng, nhưng nó bỏ chạy không cho. Ba chị em nó đều muốn để tóc dài, tóc chị hai Duyên là đẹp nhất. Nhiều khi ở nhà chỉ có hai mợ cháu, thấy mợ ngồi ngoài thềm ba mặt hướng ra lộ có vẻ bồn chồn. Diễm muốn làm thân xa lại thì mợ né qua một bên. Xây ra coi, làm gì sắp sắp lại vậy? Diễm quê, đi thụt lùi ra nhà sau, kiếm một hốc mà ngồi thọt lõm vào, nước mắt rưng rưng. Nó nghĩ, mợ ba sao mà khó quá, vì năm cô Tư mỗi lần Diễm lại gần đều ôm lấy nó mà nựng nịu. Hay là tại vì ba mẹ không còn, nó lại ở nhà mợ, ăn cơm của mợ và làm phiền mợ. Nhà mợ, quần áo của ai nấy giặt. Mợ chỉ giặt đồ cho cậu và nó thôi. Mà mỗi khi giặt, mợ đều cằn nhằn nó ăn mặc cẩu thả nên dơ hầy. Từ nay Diễm đã biết làm sạch sẽ mình rồi. Dẫu không có xà bông thơm, nó cũng tự kỳ cọ mình được. Nó sẽ tắm cho thật nhiều nước, cho sạch, bởi vì cậu ba hay ôm nó, hay đặt nó lên đùi mỗi khi ngồi uống trà. Có cậu ba ở nhà, Diễm tự tin lắm. Nó không sợ ai ăn hiếp mình, mà có ai ăn hiếp nó đâu. Chỉ có mợ ba là hay nhìn nó bằng đôi mắt quạo gọ. Chị Hiền và chị Ngân không quan tâm nó. Hai anh và chị ba thương nó, nhưng tối mới về. Có khi ăn cơm, có khi không. Buổi chiều và buổi sáng, Diễm bao giờ cũng được ăn no vì cậu ba hoặc anh hai, chị ba luôn ngồi gần và bỏ thức ăn cho nó. Cậu ba cũng đem lại cho nó ly nước để nó uống khi ăn cơm.
Gần một năm nay, Diễm cũng đã quen không uống nước trong bữa ăn trưa, vì bữa trưa thường là chỉ có mợ và nó ăn thôi. Chị Tư, chị Năm đi học về, ai nấy bới tô ăn riêng. Có một lần, mợ ba đem ở đâu về một trái mít. Mợ chẻ ra, lãi từng muối lấy hột. Diễm thèm lắm mà không dám xin. Nó cố tình lại gần đứng sớ rớ, biết đâu mợ tội nghiệp mà cho nó một muối. Nhưng nó chờ hoài cũng không thấy. Tới chiều ăn cơm xong, mợ dọn ra thì nó được cả một chục muối do cậu ba và anh chị lớn cho. Mợ ba còn nói ở nhà Diễm ăn nhiều rồi. Nó há hốc miệng nhìn mợ. Nó ăn hồi nào chứ? Sao mợ lại nói thêm cho nó như vậy? Còn mợ nấu hột mít, hột nào hột nấy thiệt là bự. Nó thèm muốn chết mà mợ làm như muốn chọc tức nó vậy đó. Trút ra rổ để trên bàn, rồi ngồi đó canh chừng. Diễm nói trong bụng, nó không thèm ăn đâu mà canh chừng cho mất công. Rồi tai họa tới cho Diễm. Hôm đó, nó thật sự đói bụng, đói lắm, mà mợ ba cứ chần chừ không chịu nấu cơm. Tới trưa, mợ mới nấu. Mợ nấu cơm bằng củi, chắc nước cơm đặc quẹo ra tô. Diễm nhớ có lần, mẹ nó cũng chắc nước cơm đặc quẹo như vậy, để vô muỗng đường cát cho chị em nó uống chơi. Diễm canh mợ vừa mới lên nhà trên, thì lấy chén dùng giá múc ra một chén. Nó định uống không thôi, chứ không có để đường, vì cái keo đường nằm trong tủ nó không có dám mở ra. Nghe tiếng động, mợ ba bước xuống. Diễm run sợ, rớt cái giá xuống đất. Nó lùi cui lụm lên, mợ gầm rít. Làm cái gì vậy? Diễm lắp bắp. Dạ, con muốn uống nước cơm. Bộ chết đói hả? Con đói bụng. Ở không mà đòi ăn liền liền ai chịu nổi? Muốn uống nước cơm phải không? Diễm khép nép gật đầu. Mợ ba tiến lại gần nó, ôm đầu nó, dạch miệng nó ra, múc mấy giá nước cơm còn nóng hổi trút lên liên tiếp vào miệng của nó. Diễm bị bỏng rát, nó giãy giụa khóc lên. Khi mợ ba buông nó ra, môi và cổ họng Diễm đỏ lừ, nó kinh hoàng đau điếng không nói được, chỉ biết khóc. Mợ ba có lẽ cũng thấy hoảng, bèn ôm lấy nó dỗ về. Có sao không con? Tại mợ giận quá. Diễm xô mợ ra, nó chạy hoảng ra ngoài, nhưng cửa cổng đã khóa, mà chạy đi đâu bây giờ? Diễm biết nó sẽ bị sưng miệng và cổ. Nó sợ mình sẽ không nói được nữa. Nó oán hận, phải kể cho chú Út nghe. Nhưng có biết đường tới nhà của chú Út đâu. Diễm thấy nóng ở môi, ở cổ. Nóng hừng hực không chịu được. Nó bức bối, vỗ ngực thình thịch, muốn kêu cứu nhưng không thốt ra tiếng. Nó khóc. Nó khóc như chưa từng được khóc. Mợ ba đuổi theo, năn nỉ nó. Nó đeo lấy cánh cửa cổng, đập ầm ĩ. Mẹ của Trúc ở bên nhà nhìn thấy, chạy ra hỏi chuyện gì. Diễm kinh hoàng khi phát hiện ra mình không có lên tiếng được. Mợ ba thấy có người tới thì lo sợ, kéo tay nó vô nhà, cười với mẹ của Trúc, nói là không có gì. Diễm gạt tay mợ ra, níu lấy cánh cửa, đưa mắt khẩn khoản nhìn bà hàng xóm. Mẹ Trúc biết có chuyện rồi nên vội vã nói. Chuyện gì vậy con? Mợ đánh con hả? Diễm ú ớ, nó đau quá, chỉ tay vào miệng mình, khóc tức tưởi mà không nói được. Mợ ba giả lả. Ôi, con cưng nó mà, nói động tới nó là không được. Rồi mợ mạnh bạo, gỡ tay nó ra khỏi thanh sắt cổng rào, lôi nó vào nhà. Bà hàng xóm kịp nhìn thấy miệng của Diễm ửng đỏ, bà nghĩ chắc nó bị mợ nó giả vào miệng. Diễm không ăn cơm được, cũng không nói được vì cổ họng của nó bị phỏng. Nó chỉ biết khóc, khóc sưng cả mắt. Mợ cứ theo năn nỉ nó, nếu cậu có hỏi thì nói tự nó không biết nên uống đại mà phỏng. Nếu nó ngoan, từ nay mợ sẽ cưng chiều nó. Nó muốn gì cũng được. Còn nếu như nó mét với cậu thì sẽ không yên với mợ đâu. Diễm oán hận, nó đâu có nói được nữa. Trời ơi, không có nói được nữa thì làm sao mà gặp hai chị của nó chứ. Mợ đừng có dụ nó làm chi, nó sẽ nói với chú Út, nói với chị ba, nói với dì Năm. Chú Út và dì Năm sẽ nói với cậu ba, nó sẽ không có ở đây một ngày nào nữa. Ở với ai cũng được, nhưng sẽ không ở với mợ. Mợ ác quá ác mà. May cho nó, chị Thảo tới, chị lại lấy tài liệu gì đó đem cho anh 2 triệu.
Nhìn thấy Diễm môi miệng đỏ ửng, Thảo hết hồn hỏi chuyện gì. Diễm lại nức nở khóc, đưa tay chỉ về phía M3 rồi há miệng cho Thảo xem. Thảo kinh hoàng. Trời ơi, sao đến nỗi này? Em nói chuyện không có được hả? Diễm miếu máu gật đầu. Thảo lắc đầu chán nản, cô nói với M3. Hay là để con chở em nó đi khám lấy thuốc uống nghe bác, để sưng dày sau được, nhiễm trùng chết luôn đó. M3 trề môi. Nhà giàu đứt tai á, bằng ăn mày đố ruột à. Tại nó uống nước cơm sôi nên mới bị vậy chứ ai làm gì nó. Diễm đưa cặp mắt uất hận nhìn mợ, nó chỉ tay vào mợ mà không nói câu gì được. Thảo hiểu hết, cô nhìn đồng hồ cũng hơn 3 giờ chiều rồi. Cậu ba sắp về, để cậu về giải quyết mọi chuyện. Cô dù sao cũng chỉ là bạn gái của Triệu thôi, có quyền gì mà can thiệp. Thảo rùng mình, với một đứa con nít miệng còn hôi sữa mà bà ta không có lòng thương thì với dâu con sẽ ra sao, trong khi Triệu là con trai duy nhất của bà. Đúng như vậy. Chiều cậu ba và hai Triệu về tới, thì cuộc chiến của hai vợ chồng bắt đầu. Thảo đứng sớ rớ một hồi rồi quyết định trở về cơ quan báo cho Triệu hay. Nghe tin, Triệu hồn phi phách tán, lật đật chở Thảo về nhà liền. Anh sọc vào, thấy mẹ đang ngồi ung dung ăn cơm một mình. Triệu đưa mắt nhìn Diễm. Con bé ngồi khoanh tay co ro trong hốc tường, mặt còn đầy vẻ kinh hoàng, đôi mắt sưng đỏ. Vừa nhìn thấy Triệu, nó vội lao tới, ôm chồm lấy anh, lại khóc nức nở. Triệu đau lòng. Anh ngồi xuống ôm con bé vào lòng, kêu nó há miệng ra xem. Triệu điến người, tóc giọng có Diễm sưng đỏ, muốn bít cổ họng. Chắc là nó đau lắm. Anh vội vã bồng nó lên, nói với mẹ. Con và Thảo đưa Diễm đi nhà thương, để lâu không có được đâu. Gì mà đi nhà thương? Nước cơm thôi mà, nóng chút rồi hết chứ gì. Mẹ ơi, mấy tiếng đồng hồ mà càng lúc càng sưng, nó bị dợp lột da thì đau lắm đó. Con nít sao chịu nổi hả mẹ? Lẽ ra mẹ phải đưa nó đi liền, chứ không để tới bây giờ đâu, gần cả buổi rồi. Một mình tao sao tao đưa nó đi được? Nhờ hàng xóm phụ. Thôi, không có đôi co nữa, con đưa em nó đi liền á. Ba mà về là lớn chuyện chứ không phải chơi đâu. Triệu ẩm sốc Diễm ra xe, Thảo ngồi phía sau ôm lấy nó. Cô vuốt ve an ủi, dỗ dành. Diễm tủi thân khóc hoài không ngớt. Vào phòng cấp cứu, bác sĩ phán Diễm bị phỏng cấp độ 1, kêu ở lại bệnh viện theo dõi, cho thuốc uống và dặn dò mấy ngày đầu chỉ được uống nước trái cây ép và cháo loãng, phải hơn một tháng mới bình thường và cũng khoảng đó mới nói chuyện được. Triệu liên tiếp chắc lưỡi lắc đầu. Thảo nói với anh yên tâm đi, đêm nay em sẽ ở lại với bé Diễm. Triệu gật đầu, anh biết nếu không phải là Thảo thì chỉ có Diệu hoặc ba anh ở lại thôi. Triệu lấy làm bất nhẫn mẹ mình. Sao bà có thể vô tâm như vậy chứ? Mà vì sao Diễm lại bị phỏng? Không lẽ tự nó bưng cái tô nước cơm mà uống sao? Nếu như tự nó uống vào một ngụm đã phát hiện nóng thì cớ gì phải uống đến phỏng cả lưỡi cả miệng? Mà không lẽ là do mẹ anh ngược đãi nó? Triệu rùng mình. Cái thái độ dửng dưng của bà khi ngồi ăn cơm làm cho anh nghi ngờ. Nhưng Triệu không tin mẹ mình lại vô tâm trước một đứa bé con như vậy. Triệu nhớ hình ảnh bé Diễm ngồi co ro trong góc nhà, đau đớn, tủi thân, khóc đến hụp cả mắt mà mẹ anh không một lời dỗ dành an ủi. Triệu bậm môi, thương cho số phận mồ côi. Ba đứa con của cô anh bị thiệt thòi hơn ai cả. Lẽ ra làm cô bác, mẹ anh nên thương chúng nhiều hơn. Nhất là Diễm, nó mới 3 tuổi đầu, còn quá nhỏ để nhận biết đúng sai. Khi Diễm xuống phòng, ổn định vừa xong, thì cậu ba vào tới. Vừa thấy mặt cậu, Diễm bật người dậy hòa lên khóc. Cặp mắt của nó bây giờ không thể sưng hơn. Cậu nhào tới, ôm lấy nó trên tay, môi mím chặt, mắt rưng rưng mà không nói gì. Cậu đã gặp bác sĩ. Cậu ở với Diễm tới tối. Khi biết Thảo sẽ trực đêm nay với Diễm, cậu yên lòng. Trước khi ra về, cậu ôm hung nó, vuốt tóc nó, trìu mến nói với nó. Cậu đi về nghe, mai cậu tới với con, ráng mau hết bệnh, kể cậu nghe ai hà hiếp con, cậu sẽ trừng phạt thay cho con.
Diễm níu tay cậu rồi buông ra. Nó nghĩ, có chị Thảo ở với nó cũng được. Bây giờ nó không thể nói chuyện. Mợ ba tha hồ đặt điều. Chừng nói được rồi, nó sẽ kể cho tất cả mọi người biết mợ đã làm cái gì nó. Nó mong gặp chị hai, chị ba, chú Út và dì Năm. Ai cũng sẽ binh nó mà chửi mợ ba. Mợ ác quá. Nó không còn một chút xíu nào thương hay sợ mợ nữa. Nó sẽ mét nhiều chuyện lắm. Tối hôm đó, trong vòng tay của Thảo, Diễm mệt mỏi ngủ say. Trong giấc mơ, nó thấy ba mẹ, hai chị nhìn nó. Ai cũng khóc mà không ai lại gần dỗ nó. Diễm đưa tay ngoắt, nhưng nó càng ngoắt thì mọi người càng giang ra xa. Nó tủi thân bật khóc rồi kêu lên. Ba, mẹ, chị hai, chị ba, sao mọi người bỏ Diễm? Rồi nó giật mình thức giấc, nước mắt chan hòa. Thảo ôm cứng lấy Diễm. Cô không nghe được tiếng của Diễm vì nó chưa có nói được, chỉ ú ớ thôi. Nhưng Thảo hiểu nó đang mơ thấy người nhà của nó. Cô lạnh mình khi nghĩ đến mẹ của Triệu đã đối xử với đứa bé 3 tuổi là cháu chồng. Rồi đây, nếu cô và anh tiến tới hôn nhân thì sẽ ra sao? Thảo cảm nhận được bà không thích cô, nhưng cô cứ nghĩ kiểu như người mẹ chỉ có một đứa con trai, sợ nó chia sẻ tình thương với vợ mà nhạt đi tình cảm với mẹ, chứ có ngờ đâu. Cậu ba về nhà gọi mợ lên, trước mặt bốn đứa con, cậu nghiêm khắc nhìn mợ. Tôi hỏi thiệt bà, vì sao mà bé Diễm nó lại sao nổi như vậy? Ủa, cái đó không phải hỏi nó chứ sao hỏi tôi? Nước cơm sôi nó tự uống chứ bộ tôi đè cổ nó đổ ra hay sao? Ý tôi muốn nói là bà ở đâu? Tại sao trong lúc nó bị như vậy mà bà không tức tốc đưa nó đi nhà thương, đến khi thằng Triệu về? Nếu bà đưa nó đi kịp thời có thể là sẽ đỡ hơn. Mình tôi sao đưa đi? Bà có thể nhờ hàng xóm mà. Nhà cửa bỏ cho ai? Trời đất ơi, con cháu nó bị như vậy mà còn lo nhà cửa. Hoặc là bà nhờ người chạy tới cơ quan cho tôi hay cũng được. Vì bà không có thương nên không có quan tâm, chứ thiếu gì cách cứu nó. Mà tôi cũng lấy làm lạ. Nó chỉ cần bưng tô nước lên thôi, nó thấy nóng là bỏ xuống, hoặc là hớp một ngụm là phỏng lưỡi rồi. Có đâu lại đến nỗi phỏng ra cuốn họng như vậy? Ý của ông là sao? Cậu ba quát lớn. Là có người đè cổ nó đổ vô. Tôi nói cho bà biết, khi nó nói được và chỉ ra ai là thủ phạm, thì bà coi tôi trừng trị họ như thế nào. Cháu của tôi mồ côi mồ cút, ở với cậu nó mà bị đạt đãi như vậy, người làm cậu như tôi chịu sao được? Hả? Tôi tin tưởng bà, giao nó cho bà trông coi. Nó gặp nạn mà bà dửng dưng như không có liên quan tới bà. Làm mợ mà như vậy, bà không thấy xấu hổ với dòng linh ba mẹ nó sao? Mợ ba tránh nhìn cặp mắt của cậu, lẳng lặng đi ra sau nhà. Cậu nhìn theo, đôi mắt ửng đỏ. Cậu gọi giật lại. Nói vậy, rồi bà cũng không tính tới nhà thương gặp nó hay sao? Mợ chân bước, miệng nói. Nó có cô có gì, mắc chi cần tới tôi? Trời ơi, lời nói vô trách nhiệm này mà cũng nói ra được nữa. Cô gì nó bây giờ ở đâu? Người ta đã tin tưởng phó thác nó cho bà, mà bây giờ bà nói vậy. Thôi, cũng được. Tôi không cần bà quan tâm tới cháu tôi. Nhưng nếu tôi biết bà là nguyên nhân gây ra tai nạn cho nó, thì bà liệu hồn á, đừng có trách sao mà tôi cạn tàu tráo máng nghe không? Tan học, Hằng và Trúc đi song song bên cạnh nhau. Trúc cứ một chút thì nhìn Hằng một cái, như muốn nói cái gì đó, rồi lại thôi. Hằng thấy thái độ đó phì cười. Hôm nay bạn sao vậy? Trúc ngập ngừng, cuối cùng quyết định nói ra. Mình có chuyện này muốn nói với bạn. Nói đi, sao vậy? Em Diễm của bạn á, đi nhà thương rồi. Hằng đang bước, bỗng khựng lại, trố mắt nhìn Trúc hãi hùng. Đi nhà thương? Mà, em mình bị cái gì sao? Không phải, trưa hôm qua em bạn đập cửa cổng kêu cứu, mẹ mình chạy qua, nhưng mợ cậu lôi Diễm vào nhà, mẹ mình thấy nó khóc, môi miệng đỏ ửng à, mẹ nghĩ nó bị mợ giả vào miệng, nhưng khi anh Triệu và chị Thảo về đưa nó đi bệnh viện, mới biết là nó uống nước cơm bị phỏng cuốn họng, sưng tấy lên nên không có nói chuyện được. Hằng liên tục kêu trời, nước mắt nó chảy dài, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy, Trúc dí theo. Bạn chạy đi đâu vậy?
Bạn chờ mình về xin phép thím rồi theo bạn lại nhà cậu ba. Để làm gì? Bây giờ Diễm ở nhà Thương mà. Bạn biết nhà Thương ở đâu không? Làm sao biết được? Xa lắm. Trời ơi! Bây giờ làm sao đây? Tội nghiệp em của mình. Chắc nó sợ lắm. Bất cứ giá nào mình cũng phải tới với nó. Nó ở nhà Thương với ai? Phỏng cuốn ngọng làm sao mà ăn uống được? Chắc nó đói lắm đó. Trời ơi! Diễm ơi! Chị hai ơi! Hằng dừng lại, ngồi sụp xuống, bưng mặt quà lên nức nở khóc. Nó run rẩy vì lo sợ. Trúc thấy bạn như vậy cũng khóc theo. Khóc xong, hai đứa chạy lúp xúp về nhà. Bỗng Hằng dừng lại hỏi Trúc. Bạn biết chỗ chú Út mình làm không? Biết. Anh bà con của mình cũng làm chỗ đó. Bạn dám đi với mình tới tìm chú Út không? Dám chứ. Nhưng bạn không nói với thím sao? Sẽ nói sau. Trước mắt phải gặp Diễm coi nó ra sao cái đã. Ít nhất cũng phải cho chú Út hay. Hai đứa bé cắm cổ chạy thục mạng đến cơ quan của chú Út. Hằng lắp bắp trình bày sự việc để xin được gặp chú. Người gác cổng vội vã cầm điện đàm gọi vào cơ quan. Một lát sau chú Út ra. Nhìn thấy Hằng, chú ngạc nhiên. Chú Út chưa kịp hỏi gì thì Hằng đã òa lên khóc. Chú ơi, em con bị phỏng nứt cơm. Đi nhà Thương cấp cứu rồi chú ơi. Chú Út kinh hoàng há hốc miệng. Phỏng nước cơm hả? Phỏng ở đâu? Nó uống nước cơm sôi, phỏng cuốn họng, bây giờ nói chuyện không có được. Trời ơi, sao lại dại dột vậy? Con chờ chú vào xin nghỉ rồi lấy xe đưa con đi. Chú chở hai đứa, đưa Trúc về gần nhà rồi chở Hằng tới nhà Thương, miệng luôn chắc lưỡi. Tại sao lại uống nước cơm sôi? Mợ ba con đâu mà để cho nó như vậy? Tới nhà Thương, chú Út gửi xe, nắm tay Hằng dẫn vào, đến phòng cấp cứu hỏi thăm biết được phòng bệnh của Diễm. Hai chú cháu dắt nhau tới. Diệu đang ở với Diễm, nó nằm thiêm thiếp trên giường, mặc đồ bệnh viện. Hằng khóc tức tưởi, xà đến tròn tay ôm lấy thân hình bé bỏng của em mình. Diễm mở mắt ra thấy chị, nó miếu máu không nói được mà cứ đưa tay chỉ vào miệng của mình. Hằng hôn Diễm khắp mặt mày, nắn bóp tay Diễm, lắc đầu, nước mắt chảy quanh. Diễm ôm lấy cổ của Hằng, ôm thật cứng như sợ ruột ra Hằng sẽ đi mất. Diệu đứng dậy nhường chỗ cho chú Út. Chú chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Diễm ôn tồn. Nước cơm nóng con không biết sao mà uống cho phỏng vậy. Diễm lắc đầu ngoài ngoại, nó buông Hằng ra, mấp máy môi như muốn giải thích. Chú vuốt tóc của nó. Không nói được thì từ từ hắn nói. Chú hỏi thì con gật đầu và lắc đầu thôi nghe. Diễm gật đầu, chú hỏi. Con đói bụng nên muốn uống nước cơm phải không? Diễm gật đầu. Rồi con bưng tô nước cơm mà uống. Diễm lắc đầu. Mợ con thấy không? Diễm gật đầu. Mợ rầy con không cho con uống à? Diễm lắc đầu. Nó lấy tay bóp miệng mình, đầu ngửa ra. Tay kia giống như đang cầm cái giá mút đổ lia lịa vào miệng của nó. Nó nóng, nó la hét dãy dụa. Chú Út ngạc nhiên. Mợ ba đè cổ của con ra đổ nước cơm vào miệng con hả? Diễm gật đầu liên tiếp. Nước mắt của nó ứa ra. Diệu cũng thất kinh, cô hỏi lại. Mẹ chị đổ nước cơm vào miệng của em hả? Diễm lại gật đầu. Diệu ngẩn người, nói nhỏ cho chính mình nghe. Lẽ nào là như vậy chứ? Tại sao mẹ chị lại làm như vậy? Chú Út bậm môi căm phẫn. Con ráng tịnh dưỡng cho khỏe đi. Chừng nào nói được rõ ràng rồi thì về. Khai hết mọi chuyện. Chú sẽ lấy lại công bằng cho con. Quay sang Diệu, chú nói. Con ở với Diễm bữa nay đi. Chú sẽ nhờ dì Năm tới chăm sóc cho nó. Hằng nhìn chú khẩn khoản. Con ở lại với em con nghe chú. Không được. Con không giúp gì được cho nó đâu. Hai chị em cứ khóc hoài, em sẽ lâu hết bệnh lắm. Con về đi học, Diệu về đi làm, dì Năm sẽ chăm sóc cho Diễm. Hằng đỡ Diễm nằm xuống, âu yếm vuốt tóc của nó. Ráng mau hết bệnh nghe, nói chuyện được rồi về nghe Diễm. Vài bữa nữa chị sẽ nhờ chú Út đưa chị tới thăm em. Diễm gật đầu. Chú Út đưa Hằng tới gặp dì Năm ở nhà ba mẹ chồng của dì. Dì Năm nghe chuyện, mặt cắt không còn chút máu,
vội vã thu xếp quần áo xin phép cha má chồng đi liền với chú Út. Chú Út đưa Hằng về nhà, vừa bước vào đã nghe thím gắt lên. Đi học không biết đường về nhà hả mày? Riết rồi vô phép vô tắc à, không có phân biệt người lớn trẻ nhỏ gì hết. Hằng mặt xanh chành, nhưng nó không sợ thím nữa. Bây giờ dù có thế lực nào mạnh hơn cũng không ngăn cản được nó đến với Diễm, huống hồ là thím. Chú Út và dì Năm theo sau, chú nhìn thím dịu giọng. Gì mà lớn chuyện vậy? Là anh chở nó đi nhà thương thân Diễm. Thím nhìn thấy chú và dì Năm thì ái ngại, trở giọng hốt hoảng. Diễm sao mà đi nhà thương? Nó bị phỏng nứt cơm. Thôi, em đừng có rầy la Hằng làm cái gì, nó cũng buồn lắm rồi đó. Là tại anh chở nó đi, gấp quá không ghé nhà cho em hay. Bây giờ anh đưa chị Năm tới ở với Diễm, thay cho Diệu. Hôm qua có Thảo ở với nó, thương lắm. Mới mày lớn mà bị chịu đau đớn như vậy đó. Phỏng cả cuốn họng không có nói chuyện được luôn. Trời ơi, nước cơm sôi á, nó không biết sao mà lại uống tới phỏng vậy. Bây giờ nó chưa có nói được nên chưa biết gì sao. Dì Năm bậm môi. Nếu do nó uống á, thì vừa mới uống vào một hớp nó sẽ ngưng lại. Tôi nghi cái này là có người đè cổ nó ra đổ đó. Thím Út trợn mắt. Ai chơi ác nhân thắc đức vậy trời, con nít 3 tuổi biết gì mà. Để tôi hỏi cho ra, biết được ai làm người đó không có yên với tôi đâu. Dì Năm lao vào phòng bệnh như cơn lốc. Diễm vừa thấy dì liền ngồi bật dậy, đưa hai tay ôm chầm lấy dì. Nó lại tức tưởi khóc. Dì ôm nó vào lòng dỗ về. Nín đi con, có dì ở đây rồi, không ai dám ăn hiếp con đâu, đừng có sợ. Diễm nép người vào trong lòng tay âu yếm của dì, yên tâm được bảo vệ. Chú Út và Diệu ra về. Dì Năm lau mặt lau mình, thay đồ chải tóc cho Diễm. Dì âu yếm chăm sóc nó như mẹ chăm sóc con. Diễm sung sướng bên cạnh dì. Tối dì ngủ chung giường bệnh với nó, ôm nó trong tay. Hôm nay là đêm thứ 3 nó nằm ở nhà thương. Nó không biết lo sợ là gì nữa, vì bên cạnh có dì của nó rồi. Diễm ngủ một giấc thật ngon. Sáng lại, dì mua cháo nghiền nát cho nó ăn, mua cam dắt cho nó uống. Chú Út vào đưa canh nấu nhừ để dì lấy nước cho nó. Cậu ba cũng ghé tâm. Dì Năm kéo cậu ba ra ngoài. Anh em họ nói cái gì với nhau rất lâu. Dì Năm ở suốt mấy ngày Diễm nằm nhà thương, ai cũng chờ nó mở miệng nói. Bác sĩ khám nói vết phỏng đã bớt nhiều rồi, cuốn họng không còn sưng nữa. Nếu nó nói chuyện được thì có thể về nhà. Diễm sợ về nhà, sợ gặp mợ ba. Nó chỉ muốn ở bên cạnh dì Năm hoài hoài. Nhưng chú Út nói, khi nào con nói chuyện được thì kể cho chú và dì nghe tại sao con bị phỏng. Chú sẽ đòi lại công bằng cho con. Đòi lại công bằng sao? Diễm đâu có biết. Nhưng nếu nó nói được thì phải về nhà, phải sống chung với mợ ba nữa. Nó ghét mợ, người sao mà ác quá. Diễm đi vào nhà vệ sinh. Nó nói nhỏ nhỏ, à, thì ra nó nói chuyện được rồi. Diễm mừng muốn khóc. Vậy là nó không có bị câm. Nó sẽ nói chuyện được với hai chị của nó. Nếu như chị hai nó biết nó bị vậy, chắc chị sẽ khóc cho coi. Dì Năm đang ngồi cắm cúi nghiền cháo cho nó. Nó bá lấy cổ dì, nói nhỏ bên tai. Dì ơi dì. Dì Năm quay ngoắt lại vui mừng. Con nói chuyện được rồi hả? Diễm gật đầu cười chúm chím. Dì dẹp tất cả sang một bên, ôm lấy Diễm. Nè, bây giờ có thể kể dì nghe tại sao con bị phỏng không? Diễm chu miệng lại, hồi tưởng chuyện đã qua, nét mặt còn lộ vẻ kinh hoàng. Con đói bụng mà mợ ba nấu cơm trễ quá, lúc mợ nấu cơm xong bỏ đi đâu mất tiêu à. Con mới lấy cái chén và giá múc canh, định múc một chén thổi nguội rồi uống. Hồi đó chị hai hay để đường cho con với chị ba uống lắm, nhưng con làm rớt cái giá xuống đất thì mợ vô. Mợ hỏi con làm gì, con nói đói bụng. Mợ nói ăn ở không tối ngày mà đói bụng liền liền à. Rồi hỏi con muốn uống lắm hả? Con gật đầu. Vậy là mợ ôm đầu con, vạch miệng con ra, múc từng giá nóng hổi, đổ tới tấp vô miệng của con. Nóng quá trời con đam lên, xô mợ ra, nhưng mợ kẹp thiệt chặt. Chừng con ruột ra được chạy ra ngoài cổng thì cổng khóa. Mẹ chị Trúc chạy ra hỏi chuyện,
vì mợ lôi con vô, nói vô nhõng nhẽo tôi. Con nói hết được luôn á. Mợ biểu có ai hỏi á, thì nói tự con uống. Nghe lời mợ á, thì mai mốt mợ cưng, không nghe thì khó sống với mợ. Tôi dì ơi, con không ở với mợ ba nữa đâu, mợ ác lắm. Dì Năm thở hắt ra phẫn nộ. Quả đáng mà. Nè, con đừng tỏ ra cho mợ biết là mình đã nói được nghe không? Để dì xin xuất viện, dì sẽ đưa con về nhà cậu, sẽ ở lại với con vài hôm, sẽ trừng trị con người ác độc đó cho con coi. Nhưng khi dì về rồi, con cũng phải ở với mợ sao? Để dì và cậu tính, con yên tâm đi, có dì đây không ai ăn hiếp con được đâu. Vậy là dì Năm làm thủ tục cho Diễm về nhà. Sau khi bác sĩ kiểm tra nó hoàn toàn hồi phục, tính ra Diễm đã ở bệnh viện 16 ngày. Buổi chiều, chú Út và cậu ba tới. Cậu ba chở dì Năm, chú Út chở chị em Diễm cùng về nhà cậu ba. Mọi người đều có mặt đông đủ. Diễm khép nép đứng sát vào dì Năm. Hằng luôn túc trực ở bên cạnh của nó. Mợ ba đon đã đến gần vuốt tóc của Diễm. Thiệt khỏe rồi hả con? Nói chuyện được chưa? Diễm né ngang, không cho mợ đụng vô. Dì Năm nghiêm khắc nhìn chị dâu. Chị không muốn nó nói chuyện được phải không? Ủa? Cô nói ngộ hen. Sao tôi lại không muốn chứ? Dì Năm hét lên. Bởi vì chị sợ nó tố cáo chị. Tôi thật không có thể tưởng tượng nổi. Đối với một đứa con nít miệng còn hơi sữa như nó, có làm hại gì tới chị đâu. Sao chị lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tôi đã làm cái gì? Cô phải cẩn thận lời nói đó. Không cần phải cẩn thận với cái loại người như chị. Tôi hỏi chị nè, cháu tôi đã làm gì xúc phạm tới chị mà chị đành lòng đổ nước cơm sôi vào miệng của nó chứ? Mợ ba tái mặt. Tất cả những người hiện diện đều đồng thanh kêu lên. Cái gì? Đổ nước cơm sôi vào miệng hả? Dì Năm từng thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Hằng há hốc miệng nhìn mợ ba. Nó ôm lấy em mình khi thấy mợ ba trừng mắt ngó Diễm. Cậu ba bậm môi cặm bành ra. Chú Út nổi nóng. Tại sao? Tại sao chị lại đối xử với đứa con nít như vậy? Mợ ba nhìn chồng phong bua. Ông tin những lời nó nói hay sao? Tôi nghe lời ông, tôi yêu thương nó để bây giờ nó trả công nuôi dưỡng hơn một năm nay như vậy đó. Đặt điều vu khống tôi. Con nít 3 tuổi biết đặt điều vu khống chị sao? 3 tuổi mà đã xảo quyệt như vậy, nó nói là cô tin sao? Có câu, đi hỏi già về hỏi trẻ, trẻ con không có biết nói dối. Mấy hôm nay tôi cũng thắc mắc hoài, nếu như tự nó uống, thì khi hớp ngụm đầu tiên bị phỏng lưỡi nó sẽ ngưng lại ngay. Cớ sao lại uống cho tới phỏng chín cả cuốn họng như vậy? Thì ra là bị người ta bóp họng chế liên tiếp mấy cái giá vào. Trời ơi, có tôi nằm mơ tôi cũng không có thể tưởng tượng được chị dâu mình lại là cái loại người như vậy đó. Cô cứ nói tôi là loại người này loại người kia, cứ xúc phạm tôi. Cô đừng quên tôi là chị dâu của cô, cũng đừng có quên tôi là chăm sóc nó hơn một năm nay. Người ta nuôi con mèo con chó còn có tình cảm, tôi nuôi cháu chồng mà lại làm hại nó hay sao? Vậy chị nói đi. Tại sao chị lại đổ nước cơm sôi vào miệng của nó? Chị thấy nó múc vào cái chén để uống vì đói bụng. Lẽ ra chị phải thương nó hơn. Ghét bỏ vì đứa con nít mới 3 tuổi vậy chứ. Chị nói chị chăm sóc cháu chồng hả? Tôi hỏi chị nè. Chị có từng tắm rửa cho nó chưa? Có từng đút cho nó ăn muỗng cơm? Có từng dỗ cho nó ngủ không? Khi về với chị, nó mới 2 tuổi. Chưa biết tự chăm sóc mình để thân thể dơ hài hôi hám. Có mặt anh ba thì khác. Không có thì khác. Tại sao vậy chứ? Cô nói vậy. Sao hồi đó không đem nó về mà nuôi? Bây giờ phủi ơn của tôi vậy? Chị có ơn với nó sao? Thì nói cho chị biết. Nó ở nhà cậu ruột của nó. Nhà trên đất ngoại của nó. Nó ăn của cậu. Vì chị có làm ra đồng bạc nào đâu. Chị cũng là người đàn bà ngồi không cho chồng nuôi. Lẽ ra chị biết chồng mình thương cháu khôi cúc. Thì chị phải biết giúp ảnh chăm sóc tốt cho nó chứ. Đằng này chị lại ngược đãi cháu của ảnh. Tôi đã nói rồi. Còn tôi ở đây không ai được phép hiếp đáp cháu của tôi hết á. Sa, nói nghe cao cả quá ha. Vậy sao đem về mà nuôi đi? Từ đầu mọi người đã không giao cho tôi đứa nào vì thấy tôi nghèo hơn, đông con hơn, chứ biết nó sẽ ở với người như chị á thì sẽ không có cảnh này xảy ra đâu. Chú Út bức bối. Bây giờ anh tính sao hả anh ba? Cậu ba đứng dậy. Cảm ơn chú và cô Năm đã chăm sóc cái Diễm mấy hôm nay. Chuyện này là chuyện nhà,
hãy cho tôi thời gian một ngày, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Chú Út về đi, chờ câu trả lời của tôi. Cô Năm ở lại ngủ với Diễm một đêm nữa. Diễm hốt hoảng nắm tay chú Út. Chú đưa con về chứ, con không ở với mợ ba đâu. Chú Út xoa đầu nó, trấn an. Có gì Năm con đừng có sợ. Chờ cậu ba giải quyết xong rồi tính nghe. Dì Năm nắm tay của nó. Ở lại đây một đêm nữa đi con. Nếu không được thì về ở với dì. Diễm đưa mắt nhìn Hằng rụt rè. Con muốn ở với chị con. Hằng mím môi, quay mặt đi chỗ khác, giấu những giọt nước mắt đang tràn ra khi nghe Diễm nói. Dù kinh hãi khi biết mợ ba đối xử tàn nhẫn với em mình, nhưng Hằng ý thức được hoàn cảnh của nó không hơn gì Diễm bao nhiêu. Thím Út không có ưa nó, nhưng thím sợ chú mà không dám quá đà. Một mình nó thím đã chửi là ký sinh trùng rồi, nếu như có Diễm nữa thì sẽ ra sao? Nó có thể chịu đói chịu khát được, nhưng Diễm thì không. Chính vì vậy mà Diễm mới bị phỏng. Hằng rất muốn Diễm ở cạnh nó. Nó sẽ lo lắng chăm sóc cho em thay chị hai, nhưng làm sao được? Nó ý thức thân ăn gửi nằm nhờ thật khó khăn khi muốn ước mơ một điều gì đó. Bây giờ chỉ cần duy nhất là hết chiến tranh, hòa bình ngay lập tức để chị em của nó gom về với nhau. Không phải nương tựa ai, không phải nhìn sắc mặt của ai nữa. Chú Út từ giã đưa Hằng về. Hằng nắm lấy tay Diễm an ủi. Đừng khóc nữa nha em, có dì Năm ở bên cạnh rồi, cưng không có lo gì nữa đâu. Vậy chị có tới thăm em không? Hằng ngần ngừ nhìn chú. Chú trả lời thay. Có, ngày mai đi học về chú Út sẽ chở chị qua thăm con. Chú Út và Hằng về rồi. Triệu nhìn mẹ lắc đầu. Thật tình con không tưởng tượng ra mẹ lại làm vậy với Diễm nữa. Mợ ba hét lên. Bay tin nó mà không tin tao hả? Hết người ngoài chửi bây giờ tụi bay kết tội tao sao? Con không dám, nhưng con buồn và thất vọng quá. Nếu Thảo không báo cho con hay kịp thời thì hậu quả sẽ ra sao cũng chưa có lường trước được. Con cứ ngỡ là tai nạn do nó bất cẩn thôi. Không ngờ thủ phạm lại là mẹ. Mợ ba phang cái ly trước mặt vào người Triệu. Cậu ba đưa tay chụp lấy bực tức. Bà lại muốn cái gì nữa đây? Mấy đứa giải tán hết đi. Triệu, Diệu, Hiền, Ngân lần lượt vô phòng. Dì Năm thấy không có tiện xen vào chuyện gia đình nên dẫn Diễm vào phòng dỗ ngủ. Còn lại cậu mợ ba. Mợ ngồi đó nét mặt khinh khỉnh. Cậu rút điếu thuốc châm lửa đốt, rít một hơi dài rồi nhìn mợ. Bà không cảm thấy áy náy một chút nào hay sao, bà Hận? Hận là tên của mợ ba. Mợ liếc ngang. Tôi tội gì mà phải áy náy? Tới giờ phút này mà bà vẫn còn ngoan cố. Thật sự đã phơi bày ra rồi mà bà cứ già hàm chối phân. Càng hiểu về bà, tôi càng thấy ghê tởm đó. Ghê tởm là sao? Vợ chồng ở với nhau mấy chục năm trời, bây giờ ông nói ghê tởm tôi mà nói được hả? Tôi làm gì để ông ghê tởm chứ? Cậu ba đứng phắt dậy, cầm cái bình lên đập mạnh xuống bàn. Làm cái gì à? Làm cái gì sau lưng tôi thì bà tự biết. Tôi ngậm bồ hòn làm ngọt vì không muốn người ta cười cho mặt. Nhưng bà càng ngày càng quá đáng. Người ta đã cười tôi rồi đó. Tại sao bà không thích con Diễm? Nó con nít có tội tình gì chứ? Có ăn có ở bao nhiêu làm hao tốn bà không? Chẳng qua gì có nó, bà không có thể tự tung tự tác đón tình nhân vào nhà đú đỡn chứ gì. Mợ ba trợn mắt. Ông nói bậy bạ gì vậy? Bậy bạ sao? Bà tưởng tôi đuôi à? Hơn 10 năm nay, tôi giả ngu giả dại để bà làm trời làm đất. Bề ngoài bà hiền lành nghiêm trang che mắt mọi người. Nhưng thật ra bà là con quỷ, dám qua mặt chồng để có con với người khác. Tôi nuôi giùm bà hai đứa nhỏ ba lâu nay, bà không biết cảm kích tôi. Bà chỉ nuôi giùm tôi đứa cháu mồ côi mà lại ghẻ lạnh với nó đủ điều. Tức nước dở bờ thôi. Hôm nay tôi phanh phui mọi chuyện ra, có nghĩa là tôi đã có quyết định. Sau đêm nay, sáng mai, bà với hai đứa con của bà với người khác phải cuốn xéo ra khỏi nhà của tôi tức khắc. Mợ ba nhào tới, đấm túi bụi vào ngực của cậu khóc giáng lên. Khốn nạn! Ông vu khống tôi tội tày đình mà ông nghe được. Ông có bằng cớ không? Cậu ba né người qua, khóa hai tay của mợ lại, cười gằn. Có bằng cớ không à? Bà không biết, nhưng tay kia biết.
sau khi bà sinh ra con Ngân, tôi bắt quả tang bà với hắn ở trên giường. Hắn thấy tôi đang vội vã ra về, bị tôi ngăn chặn ở bên ngoài, hắn quỳ lại tự thú là Hiền và Ngân là con của hắn. Hắn không nói tôi cũng biết. Đó, hai đứa nó có giống gì tôi không? Mặt mày tướng tá không, tính tình cũng không. Chúng nó giống bà và cái tên kia, chỉ biết sống cho mình mặc kệ những người xung quanh. Con của tôi không có cái thứ đó. Bà coi, hai đứa nó có chút tình cảm nào với Diễm không? Có dính líu miếng thịt ruột nào đâu mà thương. Đúng là khát máu tanh lòng mà. Cậu ba ngừng lại khinh miệt nhìn mợ. Tôi hoàn toàn không có hiểu nổi. Vì sao bà lại tác tệ như vậy? Đàn bà có chồng sờ sờ trước mặt, tôi cũng không phải là người bất lực, thì cớ gì bà ngoại tình lại dám đẻ con cho người khác, lấy tôi làm cái bình phong. Lẽ ra tôi phải cho cái chuyện này chìm vào quên lãng, sẽ nuôi hai đứa nhỏ, coi chúng như con của mình. Nhưng nếu bà không có quá đáng, nhưng bây giờ thì không có được nữa rồi. Mợ ba vẫn hùng hổ. Ông nói nãy giờ tôi không có biết ông ám chỉ ai, thằng nào cố tình chia rẽ vợ chồng người ta như vậy chứ. Ông chỉ đi, tôi lại cào nhà hắn cho ông coi. Bà đi cào đi, nhà tay đồn trưởng đó. Cào đi, sẵn cho vợ hắn biết luôn. Có thể bà ta sẽ giúp bà nuôi con đó. Mợ ba biến sắc, ngồi phịch xuống bàn. Ai còn lạ gì cái thói ăn nít ở của bà đồn trưởng. Ông ta càng trăng qua thì bà ta càng hung dữ hàm hồ. Chuyện xảy ra ngoài dự liệu của mợ ba. Thì ra, bao lâu nay cậu đã biết hết chuyện, nhưng vẫn tha thứ cho mợ. Bây giờ chỉ vì chuyện của Diễm mà cậu lại vạch mặt mợ. Đuổi mợ ra khỏi nhà sau. Không được. Đi đâu bây giờ? Chuyện mợ và tay đồn trưởng chỉ là lén lút, và ta mà biết được mợ có con với hắn thì hậu quả sẽ khó lường. Phải xuống nước năn nỉ cậu thôi. Dì Năm nghe hết cuộc đôi co của anh chị mình. Chị mím môi, một nỗi uất nghẹn dâng trào. Người đàn bà này thật là quá đáng. Tội nghiệp cho anh của dì. Nhưng do anh nhu nhược, bị cấm sừng mà còn tỏ ra cao thượng. Nếu như anh không có gan giải quyết thì để dì, dì sẽ làm người xấu thay cho anh. Mợ ba thở hắt ra. Lớn chuyện rồi, không phải chuyện đùa nữa. Mợ nhớ lại, thì ra từ cái hôm đó, sau khi bị cậu ba phát giác, tay trọng đồn trưởng lánh mặt mợ luôn. Mấy lần mợ tới tìm nhưng hắn ta đều diễn cớ không gặp. Thì ra hắn đã biết Hiền và Ngân là con của mình mà cũng không thèm tới hỏi han một lần, không hề có trách nhiệm gì. Mợ lại nghĩ bí mật này chỉ có mình biết, ngờ đâu cậu ba lại nghi ngờ và đi thử máu hai đứa nó. Bây giờ cậu chỉ nghi ngờ tay đồn trưởng thôi, mà thật ra mợ và hắn đã dứt khoát từ dạo đó rồi. Hơn 10 năm nay còn gì, gã bạc tình đó chưa một lần tìm gặp mợ. Xem như mối tình vụng trộm suốt 4 năm để lại di chứng là hai đứa con gái đã kết thúc. Cậu ba còn khui lại làm gì khi đã vào quá khứ? Nhưng từ ngày đó, cậu không có chạm vào người mợ nữa. Thì ra là ghê tởm mợ. Người vợ đã từng đầu ấp tay gối, lại cũng đã từng trao thân cho người khác, đã từng ngoại tình. Sao cậu không hiểu? Nếu như không ngoại tình, tiền đâu mà cả nhà sống trong nhung lụa? Đồng lương của cậu chỉ vừa đủ lo cho cái ăn cái mặc của 6 người. Giường tược của cậu thì có được cái gì? Bom đạn giày xéo thu hoạch là bao? Lại nữa, mợ là đàn bà. Đàn bà thì phải có nhu cầu xác thịt của đàn bà. Hơn 10 năm bị chồng ghẻ lạnh, mặc dù ngoài mặt vẫn ân cần triều mến, nhưng tối ngủ thì quay mặt chỗ khác. Mợ bao nhiêu lần đòi hỏi mà cậu gạt phăng nói mệt. Vậy thì sao lại trách mợ tiếp tục gian díu với nhu tay đồn phó chứ? Sau khi trọng bỏ mợ, nhu đến ngay. Ban đầu mợ còn mắng chửi, nhưng dần dà sự thiếu thốn ái ân cùng với nỗi khát khao xác thịt hừng hực của người đàn bà chưa được 40 đã đẩy mợ lần nữa phản bội chồng, xa vào tên đàn ông quyền thế đứng thứ nhì trong xã. Bây giờ ông ta định đuổi mợ ra khỏi nhà. Ông ta chỉ biết có vụ trọng mà không biết vụ nhu. Trọng và mợ đã chấm dứt từ lâu rồi. Càng nghĩ mợ càng hận hắn. Tại sao hắn không nói cho mợ biết là cậu ba đã phát hiện ra để mợ còn tìm cách đối phó? Từ lâu nay mợ lại yên tâm là cậu không biết gì, là cậu bị bất lực. Mợ không chê chán chồng,
vẫn ngoan hiền bên cạnh cậu để cậu có sĩ diện với xã hội. Mợ chán ghét bên chồng, không muốn tiếp xúc với ai. Lúc mẹ chồng còn sống, mợ cũng ít lui tới. Đám tiệc thì tự nấu trong nhà rồi nhờ chồng mang tới. Ai cũng nghĩ người ít đãi bui thì thật thà hiền hậu. Mợ được tiếng như vậy. Có ngờ đâu, cậu lại đem con nhỏ quan gia kiếp trước về, bắt mợ phải nuôi nấng, hầu hạ nó. Nó là cái thứ gì chứ? Có mặt nó trong nhà, mợ không thể tiếp nhu được. Cái xóm này bé bằng miệng hũ gạo, mợ lại là người ít đi đâu, sao dám hẹn anh ta ở bên ngoài. Còn ở đây, mợ chỉ cần khóa cổng trước, mở cổng sau giường, nhu đi vào sẽ không ai thấy. Hai người mặc tình đú đẫn trong căn chòi lá của cậu mà không ai phát hiện. Gần 10 năm rồi, thời gian quen biết với Nhu dài gấp đôi thời gian chung chạ với Trọng. Nhưng lần này, mợ rút kinh nghiệm không sinh cho hắn đứa con nào. Bởi vì nếu như sinh ra, thì cậu ba biết chắc chắn không phải con mình. Quan hệ với Nhu thời gian lâu như vậy, nhưng cậu ba chắc chưa hề ngờ tới. Vậy thì mợ sợ cái gì nữa? Cũng đôi lần, mợ chán chê cậu, chỉ muốn dứt khoát bỏ đi, một mình xây tổ uyên ương với Nhu. Nhưng anh ta cũng như mợ, dứt khoát không chịu. Anh ta nói không thể bỏ vợ. Nhu không sợ bị kỷ luật cách chức. Nhưng vợ anh ta là người đàn bà đã cùng với anh ta vượt qua bao nhiêu gian khổ. Sau này, cố gắng sinh cho Nhu đứa con trai. Chị bị đoản sản và khả năng sinh lý hạn chế. Chị đồng ý cho anh ta lăng nhăng ở bên ngoài, nhưng không được bỏ bê gia đình. Anh ta đã hứa trước vong linh cha mẹ là suốt đời ở bên cạnh che chở cho chị, nên dù có gian díu với ai, anh cũng không hề nghĩ tới việc rời bỏ người vợ tàu khang. Mợ ba tức tối lồng lộng lên, tuyên bố cắt đứt với Nhu và anh ta cũng không tìm tới mợ nữa. Nhưng nỗi khao khát đàn ông lại thúc giục mợ đi tìm Nhu. Anh ta ra điều kiện, chỉ có thể lén lút đến với mợ như Trọng đã từng. Mợ cũng không được công khai chọc tức vợ của anh. Nếu mợ dám, thì gia đình mợ cũng sẽ không có yên ổn. Đứa con trai duy nhất của mợ sẽ phải đi lính liền tức khắc. Còn nếu như mợ muốn chấm dứt mối tình vụng trộm này, thì có thể thực hiện bất cứ lúc nào mợ muốn. Từ đó, mợ không có tơ hào gì nữa. Chỉ cần hắn đến giải quyết sinh lý mà thôi. Cậu ba chắc bệnh hoạn gì đó, cho nên không có chạm vào mợ nữa. Bệnh hoạn như vậy, mợ cũng không cần lo cậu có người đàn bà bên ngoài. Dù không còn tha thiết gì đến cậu, nhưng đố ai dám đụng vào cậu, mợ sẽ xé xác ả ta ra. Đừng thấy mợ trước giờ nhu mì mà lầm. Rồi cậu lại đưa cháu về ở, buộc mợ phải hầu hạ. Buồn cười, từng tuổi này đứa con nhỏ nhất cũng hơn 10 tuổi lại đi hầu hạ cho đứa con nít không quan hệ máu mủ chi với mình. Mợ đâu phải sinh ra để làm tôi mọi cho dòng họ nhà cậu. Mợ mặc nó làm cái gì thì làm, không có bạc đãi, không bỏ đói là may rồi. Nó là chướng ngại vật cho những cuộc tri quan của mợ và Nhu. Phải thập thò lén lút nó, phải núp ngoài giường để làm tình mà còn sợ nó chạy ra bất tử, bực bội. Ngày hôm đó, rủi cho nó là Nhu muốn chia tay với mợ vì anh đang sắp làm xuôi. Sợ giấy không bọc được lửa, sợ ảnh hưởng tới con gái mang tiếng với xui gia, mợ tức tối, mắng chửi rồi năn nỉ cũng vô hiệu. Hắn nhất định kêu mợ đừng có tìm hắn nữa, lo dung dán gia đình đi. Mợ đang nổi cơn thịnh nộ thì gặp lúc Diễm đòi uống nước cơm. Ừ, nó muốn uống thì mợ cho uống, có cái gì lớn lao đâu. Mợ ba thường người ra như vậy, mắt đờ đẫn vô hồn nhìn cậu ba. Dì Năm đứng trước cạnh đó, dán màn bước ra khinh bỉ ngó mợ. Thật không thể tưởng tượng nổi, chị dâu tôi lại là hạng người như vậy đó. Mợ ba bất ngờ đứng dậy hùng hổ. Hạng người như vậy là sao? Tôi thề có đất trời làm chứng, hơn 10 năm nay tôi có qua lại gì với thằng cha Trọng cho bom dội trúng ngay mình đi, thân thể nát như không còn mảnh xương dụng. Cậu ba mỉm môi cười gằn. Bà sẽ không bị bom dội thân thể nát như đâu, vì bà thề đúng sự thật. Sự thật là tay đồn trưởng đã chấm dứt với bà từ cái hôm ông ta hứa với tôi là ông ta sẽ rời khỏi bà. Tôi cũng hứa với ông ta là sẽ nuôi hai đứa nhỏ lớn lên không có phân biệt đối xử, với điều kiện không có sự cho phép của tôi. Ông ta được nhìn nhận hai đứa nó.
Tôi biết chứ, tôi cũng đã định tha thứ cho bà. Ở trên đời ai cũng có lúc phạm sai lầm. Bà đi đến tác tệ này có khi cũng là lỗi nơi tôi, vì tôi bận làm việc ít quan tâm tới bà. Nhưng tôi chưa kịp gì hết thì lại biết bà cặp với cái tên đồn phó. Bà thật là quá đáng. Bộ bà tưởng tôi là cái thằng đàn ông đuôi mù câm điếc hay làm sao? Bà liên tiếp cắm sừng trên đầu mà tôi vẫn mắt lấp tai ngơ. Là bởi vì tôi chán chê bà, bởi vì tôi sợ cái thằng con trai duy nhất của tôi phải ra chiến trường. Tôi không vạch mặt bà mà vẫn để bà ở yên trong căn nhà này. Có phải tôi nhu nhược lắm hay không? Không phải, chỉ là tôi không có muốn là đề tài cho người ta đàm tiếu, không muốn gia đình tan nát. Các em tôi phỉ nhổ vào mặt của bà, giữ sĩ diện cho bà vậy thôi chứ. Tôi nhận bé Diễm về nuôi vì nó quá nhỏ. Nếu bà có bậy bạ gì trước mặt của nó cũng không có biết tố cáo bà. Nhưng thật ra, tôi chỉ hy vọng có nó, bà bận biểu chăm sóc nó sẽ không còn thời gian mà hò hẹn, cặp sách cái tay khốn kiếp kia. Ngờ đâu, bà coi nó như chướng ngại vật, ngăn trở cuộc tình tội lỗi của bà, tìm cách hãm hại nó. Tôi hỏi bà, tôi đã nuôi hai đứa con riêng của bà không có tính toán, bà nuôi đứa cháu ruột của tôi, nó ăn nó ở đều là của cậu của nó, sao bà lại so đo như vậy chứ? Mợ ba run rẩy nghe cậu kết tội. Thì ra cậu đã biết tất cả mọi chuyện, vẫn đối xử bình thường với mợ. Bây giờ có bao nhiêu sự tức giận cậu trút hết ra trước mặt của cô Năm, thì mợ làm sao đây? Đuổi mợ ra khỏi nhà đâu có dễ như vậy. Cha má cậu đã cầm trầu cau ba lễ đi hỏi cưới mợ, họ hàng hai bên đều chấp nhận. Hôn thơ hôn thú có đủ, việc gì mợ phải ra đi? Cái nhà này mợ có phần, bốn đứa con đều do mợ sinh ra, chúng sẽ binh vực mợ, mợ không phải lo sợ gì hết. Hơn 10 năm nay cậu và mợ là vợ chồng hữu danh vô thực, trước vậy giờ cũng vậy. Bất quá mợ bỏ hẳn Nhu là cùng, cũng đúng lúc quá mà Nhu đã có ý định bỏ mợ. Từ hôm Diễm xảy ra tai nạn, hắn chưa tìm gặp mợ lần nào. Nghĩ vậy, mợ thay đổi nét mặt, trở lại bình thường, cong cớn. Ông hãy xem xét lại mình đi. Sao cái vụ ông Trọng, ông có coi tôi là vợ nữa hay không? Tối ngủ, ông quay mặt đi, có khi cả mấy ngày đêm ông không có gì, cũng không có báo qua tôi một tiếng. Từ ngày có con ký sinh trùng này, ông sợ nó buồn nên tối nào cũng về, và còn sợ nó bị tôi ăn thịt nên thường xuyên về buổi trưa để kiểm tra nữa. Mợ chưa dứt lời thì dì Năm đã đớp chát. Chị nói ai là ký sinh trùng? Thì nói vậy đó, tự hiểu. Chị mới là cái loại ký sinh trùng đó. Chị ăn nhờ ở đậu nhà anh tôi. Tôi nói ăn nhờ ở đậu vì từ lâu chị không còn là vợ của anh tôi nữa. Thứ đàn bà lan chạ hết người này đến người khác, ngang nhiên sinh con cho người khác, rồi đem chồng làm tấm bình phong. Anh tôi quá hiền, quá đạo đức đến nỗi nhu nhược mới không có tống cổ chị ra khỏi nhà. Mà lẽ ra ảnh nên làm từ lâu. Chị thật trơ trẽn và nhỏ mọn, so đo với một đứa con nít chỉ vì chị nghĩ nó hạn chế tính lăng loàn của chị. Vậy mà còn cả gan gọi nó là ký sinh trùng, không có cảm thấy hổ thẹn lương tâm và thúi cái miệng hay sao? Chị mới đúng là ký sinh trùng đó, chuyên sống bám vào người khác, thèm khát xác thịt. Chị bám vào hai cái tên đồn trưởng đồn phó, thèm khát ăn ở. Chị bám vào anh ba tôi, chị còn bám vào những đứa con, hy vọng anh tôi vì thương con mà không có hất hủi chị. Đúng là cái loại ký sinh trùng luôn bám vào cái vật thể khác, làm hại đến họ mà không thể giết chết. Là chị dựa vào đâu mà nói cháu tôi là ký sinh trùng? Cậu ba nạt ngang. Nói nhiều đó cho bà biết thôi. Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly chị, buộc bà phải ký vô. Đừng có để tôi nêu trong đơn là bị bà cắm sừng liên tiếp, thì người xấu hổ không phải là chỉ mình tôi đâu. Mợ ba đứng dậy gào lên. Tôi không ký, ông con có quyền ly dị tôi. Không có quyền sao? Tôi cứ ở với bà để mang sừng cả đời à? Thì không có đi đâu hết đó. Sống chết cũng ở trong căn nhà này. Nhà này có các con của tôi. Con tôi nuôi. Con bà thì bà hãy dẫn đi. Con tụi tôi nó đều có công ăn việc làm ổn định rồi. Bà khỏi cần phải bận tâm. Đi rồi tôi ở đâu? Đó là chuyện của bà. Bà có thể về ngoại xin miếng đất cất nhà. Con thì có hai gã đàn ông chu cấp cho bà nuôi. Hoặc bà có thể nhờ họ tìm cho bà một chỗ êm ấm để tiếp tục cuộc đời mà. Hay là bà về ở với một trong hai thằng cha đó đi. Đừng nói bậy. Ông đưa đơn ra, tôi tự tử chết ngay trong nhà này cho ông coi. Vậy cũng tốt. Bà yên tâm đi. Tôi sẽ làm đám ma cho bà đàng hoàng hoành tráng. Bà sẽ được người đời ca tụng là một người vợ hiền, như từ trước tới bây giờ người ta vẫn nhìn lầm bà đó. Tôi cũng không có sợ điều tai tiếng gì đâu. Bà yên tâm, tang lễ chắc có dư. Số tiền dư đó tôi sẽ gửi ngân hàng dùng để nuôi hai đứa con của bà với tay Trọng đó.
Khốn nạn, ông ác mồm ác miệng vậy sao? Là tôi nói sự thật, tại bà không có thích nghe, nhưng cũng nói luôn cho bà biết. Ngày thứ 101, tôi sẽ rước người phụ nữ khác về làm chủ gia đình. Dỗ bà để vợ chồng thằng Triệu nó lo, tôi sẽ cưới con Thảo cho nó. Còn vợ sau của tôi có thương hai đứa con của bà hay không thì tôi cũng không có bảo đảm được đâu. Ông dám? Sợ ai mà tôi không dám chứ. Tôi đố ông ấy dám đem con nào về đây. Sống tôi là vợ ông, chết tôi cũng phải là vợ của ông. Từ lâu tôi đã không còn coi bà là vợ của tôi nữa rồi. Thì ra ông đã có người đàn bà khác ở bên ngoài. Bà nói bậy rồi đó bà Hận à. Khi bà còn có mặt ở trong nhà này, tôi chưa từng làm cái chuyện gì có lỗi với bà. Mặc dù bà cắm sừng liên tiếp tôi lên đầu, tôi nói là nói khi nào dứt khoát với bà xong kìa. Ông đừng có hòng. Vậy bà có dám thề bán mạng là sẽ coi cháu tôi, đứa bé mà bà gọi là ký sinh trùng cho con đẻ không? Trước đây, ông đem nó về nuôi, ông có hỏi qua ý kiến của tôi đâu. Em thì chết thì thảm, còn nó cừu nhở, đừng nói một đứa, cả ba đứa tôi cũng nuôi. Cần phải hỏi ý kiến của bà sao? Vậy đừng có đòi hỏi tôi phải tốt với nó. Phải hên, tôi đòi hỏi cũng quá đáng đó. Lòng dạ trắng rít như bà mà biểu thương người khác á sao được. Nói tóm lại, bà chuẩn bị thu xếp đi, mai sẽ ra chính quyền. Không có nói nhiều nữa, đi vô cô Năm. Cậu ba đứng dậy, nắm tay áo dì Năm ra dấu đi vào phòng. Dì Năm nhìn lại mợ ba một cái, rồi quay vào với Diễm. Dì rùng mình, thật ngoài sức tưởng tượng. Lúc ở nhà thương, cậu ba kéo dì ra ngoài, dì ngỏ ý sau khi Diễm xuất viện, dì sẽ đón nó về ở, dì không ai thương cháu bằng cô hoặc dì. Người đàn bà thường tỉ mỉ hơn đàn ông về mặt chăm sóc bé, nhưng cậu lắc đầu, nói rằng cậu đã tìm được người chăm sóc Diễm. Cậu cam đoan người này sẽ thương nó như con. Dì la lên, trời ơi, anh đem nó cho người ta sao? Không phải là người lạ, người này là vợ của anh. Vợ anh? Anh có vợ bé, có người khác bên ngoài hả? Nói bậy cô Năm à, anh có để ý một người, người này cũng thương anh, nhưng tụi anh chưa có làm chuyện gì vượt qua giới hạn, vì anh vẫn còn vợ. Mà chị ba của cô thấy đó, có chuyện gì là bả xé xác con người ta ra luôn à. Anh sẽ ly dị với bả rồi cưới cô ấy về. Trời ơi, chuyện vậy mà ly dị gì anh? Chị ba cũng chưa có làm gì quá đáng, chưa có phạm phụ đạo, lại có với anh bốn đứa con, đâu phải muốn thôi là thôi đâu. Chuyện này em không có ủng hộ anh được đâu. Chừng Diễm xuất viện, cô đi theo anh về nhà ở lại một đêm. Cô sẽ thấy, sẽ biết vì sao anh quyết định ly dị. Xong rồi có muốn trách móc hay lên án gì đó thì tùy cô. Nhưng cô ấy là ai? Cô ấy là Hàng, đồng nghiệp với anh bao nhiêu năm, nhỏ hơn anh cả chục tuổi. Cô ấy có chồng, khi cổ mang thai thì chồng cô có vợ bé, dắt nhau bỏ đi. Cổ một mình đau khổ sinh con, đứa bé gái này sinh ra èo uột, được hơn một tuổi thì mất. Cổ thất chí quá, phát bệnh cả năm trời, nghỉ việc luôn. Sau đó cổ về ở với má ruột. Nhà có hai anh em, anh hai cổ được chia cho căn nhà tổ và tất cả đất đai. Còn cổ ở với má nên thừa tự luôn cái căn tiệm tạp hóa ngày chợ. Bây giờ má cổ mất rồi, anh thỉnh thoảng có ghé mua đồ, có khi cũng chở Diễm đến mua bánh trái cho nó. Cổ rất tốt với anh cũng thích cổ. Hàng nhìn thấy Diễm và biết hoàn cảnh của nó, lần nào gặp cũng cho nó bánh, nhưng anh không nhận, luôn trả tiền. Cô nói với anh rất nhiều lần, nếu như cổ có được đứa con xinh xắn như Diễm, nguyện sẽ thương nó suốt đời như con, dù sau này có chồng có con khác. Anh thương Hàng, rất muốn cưới cô ấy làm vợ chính thức, vì anh biết người như Hàng mang nỗi uất ức bị chồng bỏ sẽ không bao giờ chấp nhận làm bé người ta. Dù là tốt, dù là đáng thương cách mấy thì cũng không nên anh à, mang tiếng già gặm cỏ non, phụ bạc vợ nhà, các con anh sẽ làm sao? Rồi cô sẽ hiểu thôi. Bây giờ dì đã hiểu, hiểu và thương anh mình. Người như bà Hận không xứng đáng có tấm chồng như anh của dì. Bà ta đã dậy còn tàn nhẫn vô lương tâm đối xử với một đứa bé 3 tuổi không có chút tình người. Tội nghiệp anh cô đã ngậm đắng nuốt cay làm vợ tạm chồng hờ với bà ấy chừng ấy năm. Cũng phải đến lúc chấm dứt rồi. Bên gia đình lớn của dì bây giờ chỉ còn cậu ba và dì thôi. Mợ sáu thì không có liên quan gì. Rồi đây mợ cũng sẽ tái giá. Miễn sao một năm bốn lễ dỗ, ông bà nội, cha má dì, mợ luôn làm tròn là được.
mợ phải dỗ vì đất đai hương quả của cha má đều vào tay của mợ hết. Còn ba và dì không có chia phần sau khi cậu Sáu mất, cũng là để an ủi mợ. Mợ Sáu tuy xấu miệng, nhưng cũng chưa làm điều gì quá đáng. Dì Năm lắc đầu, chưa chắc. Thật ra bây giờ dì cũng không có dám tin ai. Nhìn vẻ ngoài trang nghiêm đạo mạo của mợ ba, ai biết được mợ là con người như thế nào. Ly dị mợ ba rồi, cậu sẽ cưới cô Hàng sao? Cưới về sẽ giao diễm cho cô ấy. Dì có thể yên tâm được không? Dì Năm biết Hàng chứ. Một người đàn bà trẻ đẹp, khá giả, có tiệm tạp phô lớn, bán đủ thượng vàng hạ cám trong chợ huyện. Dì biết nhưng không quen. Thỉnh thoảng có ghé mua đồ từ lúc mẹ cô Hàng còn sống, dì cũng không biết gì về cuộc đời riêng của cô ấy. Nhưng mỗi lần ghé mua đồ, luôn thấy cô vui vẻ, sởi lởi. Tiệm tạp hóa bán đắt, khách ra vào nườm nượp, sỉ lẻ có đủ. Cô ấy bận rộn tất bật với việc mua bán, có thời gian chăm sóc cho Diễm sau. Còn chồng của Hàng bỏ nhà theo vợ bé, nhưng đã ly dị với nhau chưa? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cốt Nhục, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây, Lam Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều.